Cũng trong chiều nay ngày 16 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi thăm, gặp mặt và chúc Tết các cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng, tỉnh ủy Quảng Nam, Đà Nẵng qua các thời kỳ. Dự buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Về phía thành phố Đà Nẵng, dự buổi gặp mặt có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Cùng dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng và gửi lời chúc các cán bộ hưu trí lão thành cách mạng tiếp tục vui, khỏe, đoàn kết nhân dân, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, tuy đất nước ta năm qua gặp nhiều khó khăn, nhất là tác động lớn của đại dịch COVID-19, nhưng với bản lĩnh, quyết tâm cùng các giải pháp quyết liệt, đất nước đã trở về trạng thái bình thường mới, tiếp tục phát triển. Chính vì vậy, Chủ tịch nước mong muốn các cán bộ hưu trí lão thành cách mạng tiếp tục phát huy tài trí là tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương nói riêng và đất nước nói chung. Thông tin chi tiết về buổi gặp mặt đã phát thanh truyền hình Đà Nẵng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị trong những bản tin thời sự tiếp theo.